Xin chào quý vị trở lại với chương trình trực diện TV. Thì trong một cái chương trình trước đây chúng tôi có đề cập đến việc mà một cái người mang tên là Hà Văn Thành, cái người ở sống ở cái huyện gọi là xã Nghi Diên, Nghi Lộc ở Nghệ An, thì đã trốn chạy ra khỏi Việt Nam và vượt trong cái trên cái con đường đi đến 5 nước luôn, rồi cuối cùng là đến cái nước Mỹ. Thì khi mà đến nước Mỹ thì bị cảnh sát biên giới của Hoa Kỳ bắt. Và sau đó thì ông Hà Văn Thành xin cái quy chế để mà tị nạn. Thì cái việc mà xét một cái quy chế như thế đó đối với cái nước Mỹ thì phải qua cái hệ thống của tòa án, và tòa án họ sẽ quyết định coi cái người đó có phải là tị nạn hay không, và có được phép ở lại cái nước Mỹ hay không, và có được cấp cái quy chế để mà tị nạn hay không. Sau khi lần nhất đã bày bác đơn rồi, anh Thành đã chống án, và cuối cùng là cái bản án là buộc ông Hà Văn Thành phải rời khỏi nước Mỹ, tức là bị trục xuất về Việt Nam. Và hiện nay ở Việt Nam với Mỹ thì cũng có những cái quan hệ đối tác, mà trong cái danh sách mà những cái người Việt Nam mà bị trục xuất về Mỹ đó thì người ta ước lượng đến khoảng 8.000 người. Nhưng mà cái chương trình đó thì đối với Việt Nam và Mỹ thì đã có nhiều cái cuộc thương lượng, nhiều cái cuộc mà dàn xếp cũng như là để mà ký kết những cái thỏa ước. Tuy nhiên cái 8.000 người này cũng chưa có được phía Việt Nam chấp nhận một cách đầy đủ. Có lẽ là họ cũng sẽ xem xét từng cái trường hợp cụ thể mà để mà tiếp nhận, chứ không phải là tiếp nhận toàn bộ. Trong khi với Mỹ thì họ mong muốn là tất cả những cái người trong cái diện này sẽ được về Việt Nam sớm nhất. Nhưng mà đối với trường hợp của Hà Văn Thành thì sau khi có cái bản án và có cái lệnh trục xuất, hình như là phía Việt Nam người ta cũng sẵn sàng để mà đón nhận. Và theo tin tức được đưa ra thì rõ ràng là ông Hà Văn Thành đã bị trục xuất về Việt Nam ngày 23 tháng 10 vừa qua năm 2019 đó, thì đã bị đưa về Việt Nam và phía Việt Nam họ tiếp nhận. Và sau khi mà xuống sân bay thì cái lực lượng an ninh của tỉnh Nghệ An đã bắt. Và bây giờ á, theo cái thông tin của cái chương trình gọi là An Ninh TV ở trong Việt Nam, tức là cái chương trình của cái Bộ Công an của Việt Nam, thì phát ra đó, trong cái chương trình gọi là nhận diện tội phạm gì đó, thì xác định rõ là anh Hà Văn Thành đã bị bắt và đang bị khởi tố về cái tội là tổ chức để mà đưa người khác đi nước ngoài. Thì chúng ta biết trước đây đó, khi mà năm 2016-2017 thì tỉnh Nghệ An cùng với ba tỉnh khác ở trong khu vực miền Trung người đang bị cái sự cố về cái nước thải của nhà máy Formosa, và ông Hà Văn Thành được cho là một cái người hết sức là năng nổ trong cái việc mà biểu tình, tức nghĩa là hoạt động rất là nhiều cùng với những cái người khác mà chúng ta thấy như Hoàng Đức Thanh Bình gì đó đã hôm rồi đã bị bắt rồi đó, rồi bị xử tội. Sau đó là những cái người bạn của ông Thành bị bắt và khởi tố về cái tội gọi là gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Thì với cái mức án cũng nhiều năm tù thì ông Thành cũng cho rằng, người ta cho rằng ông Thành cũng là nằm trong cái nhóm đó. Và cái việc mà ông Thành trốn đi á, là có lẽ là vì dính vào cái việc mà gọi là biểu tình này. Nhưng mà tuy nhiên đến hôm nay thì sau khi đã bị trục xuất về nước và bị khởi tố, thì nhà nước Việt Nam họ lại khởi tố ông Thành một cái tội khác, là cái tội gọi là đưa người vượt biên, chứ không phải là tội gây rối trật tự công cộng hay là tội chống người thi hành công vụ. Vốn như là nhiều người họ nói rằng ông Thành vì lên tiếng nói về vấn đề cái thể hiện cái sự nhân quyền mà cuối cùng phải bị nhà nước Việt Nam truy tội. Cái lúc mà còn ở tại Mỹ đó, tròn trong cái nhà tù của liên bang Hoa Kỳ, thì có nhiều cái hội đoàn và có những cái một vài các cái gọi là nghị sĩ của Quốc hội Mỹ, cụ thể là như ông Alan Lewenthal là một cái dân biểu ở cái bang California, đã lên tiếng và yêu cầu kể cả chính phủ cấp quy chế tị nạn cho ông Thành, bởi vì ông cho rằng ông Thành đó là cái người cất lên cái tiếng nói để mà đấu tranh về cái nhân quyền và muốn gì về cái đấu tranh về môi trường, nhưng mà bị bóp nghẹn và cuối cùng thì bị truy tội, cho nên là yêu cầu là cấp cho ông ta quy chế đó. Một số cái hội đoàn khác của người Việt Nam ở tại Mỹ cũng đã có những cái lên tiếng và họ vận động hành lang để mà tạo nên cái áp lực đối với chính giới Hoa Kỳ có cái sự giải dây cho ông Thành. Tuy nhiên cuối cùng thì ông Thành cũng đã bị trả về nước.
và đang bị đối mặt với cái bản án, mà cái bản án này thì có thể lên tới nhiều năm tù, có thể lên tới 15 năm tù. Thì như vậy thì nhà nước Việt Nam họ căn cứ vào đâu để mà truy tội ông Hà Văn Thành về cái tội danh mình thấy nó hơi lạ chút. Đây là cái tội gọi là đưa người đi nước ngoài. Thì sau khi mà xem rồi cái chương trình của An Ninh TV, chúng ta mới thấy rõ là ông Hà Văn Thành đã khai là đã trước đó đã giúp rất là nhiều người để mà đi sang gọi là New Zealand, làm đi bằng cái con đường từ Việt Nam rồi qua Lào rồi đi qua bên Indonesia, đi qua Thái Lan, đi Indonesia, đi vòng vo nhiều thứ lắm. Và cái chương trình đó cuối cùng thì bị bắt ở bên Indonesia đó, là 41 người, và 41 người đã trả về Việt Nam. Thì chính vì Indonesia họ bắt 41 người đó và trả về Việt Nam, cho nên cái vụ án nó mới bị phát hiện ra. Và ông Thành khai là khi mà những cái người này họ bị trả về thì ông Thành cũng có tiến hành là để trả lại những số tiền mà ông ta đã nhận trước đó của từng người, bởi vì trong cái đường dây mà để mà giúp đưa đi đó thì có nhận tiền của từng người là bao nhiêu. Thì ông Thành khai là sau khi mà biết tin 41 người đã bị trả về đó thì ông ta có tiến hành để mà trả lại một số cái tiền của những cái người này mà ông ta đã nhận trước đó. Thì cái số tiền nó nhận cũng lên tới hơn 100.000 đô la. Thì những cái số tiền mà được trả lại, và sau đó ông ta cũng cảm thấy là hơi sợ và mới tiến hành bỏ trốn. Và bỏ trốn đi qua 4 năm nước mà chúng ta đã biết rồi đó, cuối cùng mà đi qua tới Mexico rồi đi bộ đường bộ vào cái nước Mỹ. Thì đi là trường hợp là ông ta để trốn là trốn để mà sợ bị bắt về cái tội đó, chứ không phải là trốn về vấn đề mà khiếu nại Formosa. Thì đó là những cái điều mà mình thấy cái diễn tiến hiện nay nó như thế. Thì cái khi mà những cái thước phim này được chiếu lên thì một cái hội gọi là hội anh em dân chủ ở trên Facebook cũng có đưa lên cái ý kiến là có lẽ là người ta bị dàn dựng và đạo diễn một cái chương trình theo cái hướng lái theo cái hướng đó. Chứ thật ra thì những cái lời khai của ông Thành có thể là bị ép buộc hoặc là bị khống chế như thế nào đó, cho nên là đưa ra những cái lời khai nó không có đúng. Bởi vì cái vụ việc này chúng ta thấy là lúc đầu nhiều người họ nghĩ là nó liên quan đến cái việc mà gọi là xâm phạm, các tội mà gọi là xâm phạm an ninh quốc gia hoặc là chống đối chính quyền gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì người ta khởi tố một cái tội nó hoàn toàn khác. Thì chúng ta thấy thời gian vừa qua, nhất là tháng vừa rồi đó, thì nó có một cái sự việc hết sức là đau lòng ở cái tỉnh Nghệ An hay Hà Tĩnh, mà trong cái việc mà 39 người Việt Nam đó mà phải đi qua cái nước Anh nhưng mà cuối cùng là bị chết. Sau khi mà cái vụ đó mà nổ ra thì cái tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thì người ta cũng đã khởi tố cái vụ án, mà cuối cùng hiện nay cũng bắt được tới 9 người trong cái đường dây đó rồi. Thì cái việc mà buôn người hay cái việc là tổ chức đưa người khác đi nước ngoài đó, thì đó là một cái vấn nạn mà hiện nay nhất là các cái tỉnh thuộc cái khu vực miền Trung thì nó rất là nở rộ. Bởi vì có nhiều cái làng, nhiều cái xã, nhiều cái nơi mà người ta đi, người này rủ người kia rủ người nọ, nó gần như là thành một cái phong trào luôn rồi. Mà không phải là đi đối với nước Anh không, hay thì không phải đi qua nước Mỹ hay là châu Âu không, mà họ còn đi qua nước Úc, đi qua nhiều nước khác nữa. Cho nên là cái hành vi mà gọi là phạm tội này đó, nó hết sức là đa dạng và nó rất là nhiều hướng. Và trước cái phong trào này thì có lẽ là những nước Việt Nam người ta làm nó mạnh hơn. Thì có nhiều người như cái hội anh em dân chủ là nói rằng có lẽ là lợi dụng vào cái việc mà xảy ra cái vụ 39 người đó, mà bây giờ nhà nước Việt Nam mạnh tay để mà xử lý anh Hà Văn Thành theo cái hướng đó. Cái vụ việc này có rất nhiều những cái ý kiến, nhưng mà chúng ta không quan tâm những cái vấn đề mà ai nói cái gì, chúng ta chỉ quan tâm là cái chứng cứ nó như thế nào thôi. Nhưng bây giờ nhà nước Việt Nam nói là khởi tố và truy tố anh Hà Văn Thành về cái tội gọi là tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép. Thì cái tội đó quy định tại điều 349 của Bộ luật Hình sự. Thì cái việc mà đưa trên 11 người đó thì nó thuộc cái dạng là cái mức án nó rất là cao, có thể lên tới 15 năm tù giam. Thì vấn đề là cái truy tố ông Thành có đúng tội hay không, và nếu mà đúng á thì nó phải có những chứng cứ gì. Thì những chứng cứ thì theo bây giờ thì cái TV chiếu lên thì chính miệng anh Thành khai những cái lời đó, nhưng mà không biết là cái dàn xếp hay là nó như thế nào. Thì sau khi mà có phiên tòa công khai thì có luật sư, và lúc đó chúng ta sẽ tìm hiểu nó rõ hơn. Và cũng như là sau khi mà họ điều tra kết thúc rồi thì đưa ra một cái cáo trạng, thì chúng ta mới hiểu được cái vụ việc này là nó cái mức độ nó như thế nào. Thì ông Thành làm với ai hay là làm một mình, và trong cái vụ việc này nhận tiền cụ thể là như thế nào, và cái đường đi nước bước của nó đó
chính xác là ra làm sao, thí dụ như đi từ đâu đến đâu, rồi cách đi bằng cái gì, khúc nào thì đi đường bộ, khúc nào thì đi đường xe, lúc nào thì đi máy bay, hay lúc nào mà đi đường tàu thủy. Thì những cái phương tiện mà đi như tàu thủy chúng ta thấy rõ ràng là nó hết sức là nguy hiểm trong thời gian vừa qua đó. Rồi những cái cách mà đi băng rừng băng suối gì, nó có nhiều cái cung cách trong cái việc này, và cái nhóm này họ nhận tiền là như thế nào. Thì đối với cái tội này đó, là ở các nước châu Âu thì họ định nghĩa là giống như là một cái tội buôn người. Và những cái tội này thì nó có một cái sự mà hợp tác gọi là của cảnh sát quốc tế với nhau, bởi vì nó đi qua rất là nhiều nước, và cái việc mà tìm hiểu những cái thông tin cũng như là rà soát xác minh lại, cũng như là mở rộng cái vụ án mà bắt thêm người nữa, những cái đường dây này nó nằm ở đâu, hoặc là những cái người mà họ giúp sức, họ môi giới, hoặc là những cái trạm trung chuyển gì đó, thì cần phải điều tra ra, và cái vụ án này cần phải phá ra nữa. Cho nên là có lẽ là không phải là một mình Hà Văn Thành mà có thể làm hết được những cái việc này. Thì tới đây chúng ta sẽ thấy là có thể là nhiều nhiều thứ khác nữa. Thì ở góc độ đó là cái vụ án mà của Hà Văn Thành. Và có lẽ vì cái tính chất nghiêm trọng của vụ việc này, cho nên là ngay khi mà tòa án Mỹ mà bác cái đơn mà gọi là tị nạn đó cho Hà Văn Thành, thì nhà nước Việt Nam đã nhanh chóng mà tiếp nhận. Mặc dù trước đó là trong 8.000 người kia thì Việt Nam tiếp nhận hết sức là miễn cưỡng, và tùy trường hợp cụ thể mới có thể làm tiếp nhận, chứ không có tiếp nhận mà đồng loạt. Tuy nhiên mà đối với trường hợp Hà Văn Thành, có lẽ là để mà bắt cái bị cáo này về rồi để mà xét xử. Thì bên cạnh đó, một vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập nữa, nó không phải là cái nội dung của cái bản án hay là cái việc vụ án của ông Hà Văn Thành, mà chúng ta đề cập đến cái việc mà trục xuất. Bởi vì hiện nay mình thấy rõ ràng là giữa Mỹ với Việt Nam có sự quan hệ nó ngày càng nó gắn kết hơn, và vấn đề trục xuất á, nó gần như là một cái điều sẽ xảy ra thường xuyên, bởi vì hai bên gần như đã đạt được một số những cái thỏa thuận rồi. Và ngay cả thời điểm hiện nay thì đối với chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump thì cái việc mà trục xuất, cái việc mà xử lý đối với những cái người mà ở lậu đó, hoặc là những cái tội phạm mà chưa có quốc tịch của Mỹ, thì rất là thẳng tay, và sẽ rất là vui mừng khi mà có những cái nước khác mà hỗ trợ và tiếp nhận những cái công dân đó. Thì đó là một cái xu thế mới trong cái thời điểm hiện nay, và cái đó là gần như là có một sự thỏa thuận rồi, chứ không phải là đơn thuần mà người ta dễ dàng tiếp nhận với nhau. Tôi thấy có cái sự phối hợp hết sức là nhịp nhàng, nó không phải là bộc phát hay là cái kiểu cá biệt. Cho nên là bây giờ mình thấy là cái nước Mỹ không còn là cái nơi trú ẩn an toàn cho những cái người mà phạm tội của Việt Nam nữa. Thí dụ như là những cái người mà trong cái nhóm phạm tội tham nhũng chẳng hạn, hoặc là tham ô, hoặc là những cái người mà họ gây án hình sự nặng nề ở bên Việt Nam, rồi cuối cùng họ trốn qua bên Mỹ, họ có ôm một mớ tiền rất là lớn qua bên Mỹ để mà mua nhà mua cửa, hoặc là đầu tư theo cái diện này diện kia diện nọ, thì nếu như mà bị phát hiện ra thì cũng có thể là bị trục xuất. Và cái quy chế mà gọi là tị nạn hay là quy chế gọi là cư trú cũng sẽ thể bị tước đoạt. Và thường khi mà nhắc đến trục xuất thì người ta liên tưởng đến cái việc mà gọi là dẫn độ. Thì giữa dẫn độ với trục xuất nó cũng có những cái quan hệ nó giống giống nhau. Và ở dẫn độ thì có lẽ là do cái yêu cầu của một cái nước nhiều hơn. Và cái nước kia thì họ giúp sức mà họ ra một cái phán quyết, hoặc là họ đồng ý để mà cho cái nước nọ họ đưa cái người đó về để mà xử lý. Ở trong cái trường hợp của ông Hà Văn Thành không phải là dẫn độ mà là trục xuất. Thì cái nhà nước Mỹ, cái luật pháp của Mỹ không cho phép Hoàng Thành ở thôi, cho nên là người ta mới đưa về. Còn anh đưa về rồi thì anh xét xử hay là cái công dân của anh như thế nào thì cái viện đó của cái Việt Nam. Còn vấn đề mà dẫn độ thì nếu như mà khởi tố vụ án ở bên Việt Nam rồi, và Việt Nam truy nã cái người đó vì cái tội buôn người, và yêu cầu phía Mỹ cho phép dẫn độ về, thì cái chuyện đó nó hoàn toàn khác. Nhưng mà ở đây thì nó là bị trục xuất chứ không phải là dẫn độ. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng thì nó giống nhau, tức là Việt Nam vẫn nhận được cái người mà mình muốn khởi tố và mình muốn đem ra xét xử. Còn ở phía Mỹ thì họ tống đi được cái người mà không có đủ cái điều kiện để mà gọi là cư trú, để mà tị nạn. Cho nên trong cái vụ việc này thì những cái người mà vận động để mà cho ông Thành tị nạn á, thì coi như mọi cái nỗ lực đó phải nói là hoàn toàn thất bại hết. Kể cả như ông dân biểu Alan Lewenthal là cũng hoàn toàn thất bại, bởi vì nó không có đạt hiệu quả gì hết.
Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy là không phải đi đến Mỹ bất cứ bằng mọi giá đều sẽ được ở lại. Và cái đường đi nó hết sức là nguy hiểm, Hà Văn Thành cũng phải đi qua tới 5 nước mới trở lại nước Mỹ. Và cái nước Mỹ nó hết sức là chặt chẽ, nhất là thời điểm hiện nay của chính quyền Tổng thống Donald Trump, thì cái việc mà xét xử, cái việc mà siết lại các cái tiêu chuẩn để mà xin tị nạn á, nó càng găng hơn, nó càng khó hơn, và phải nói là cái rủi ro để mà trả về á, cái rủi ro để mà trục xuất á, ra khỏi cái nước Mỹ á, rất là cao. Và khi mà chúng ta đi vượt biên á, theo cái kiểu mà không hợp pháp như thế, thì một mình đi, mình theo cái đường dây tổ chức gì đi nữa thì cũng đều là phạm pháp hết, và rất có thể là bị vướng vào một cái tội hình sự. Ngay khi mà không đi được mà bị trả về nước thì lại vướng vào một cái vụ án và sẽ bị xét xử và bị ở tù ở Việt Nam nữa, thì cái điều đó là một điều không có ai mong muốn hết. Thì trong trường hợp của ông Hà Văn Thành là chúng ta không biết được phía Việt Nam họ sẽ khởi tố thêm cái tội nào nữa hay không. À, bởi vì trước đây có nhiều người nhận định là ông Hà Văn Thành có thể là dính dáng tới một số những cái người trong cái cuộc biểu tình năm 2017-2016 đó. Thì không biết là người ta sẽ khởi tố ông ta thêm một cái tội gọi là gây rối trật tự công cộng hay là chống người thi hành công vụ gì hay không. Nếu như mà thêm những cái tội đó nữa thì thành ra là hai ba tội thì nó sẽ rất là khó khăn. Và phải nói là cái mức án nó rất là nặng và có thể là lên tới cả chục năm tù. Thì đó là một cái điều hết sức là khó khăn cho anh ta. Thì chúng ta thấy cái việc mà anh ta bỏ trốn là cũng đã nhìn thấy được những cái hậu quả và nhìn thấy được cái rủi ro, tức là có thể bị đi tù, và anh ta cũng biết được là những cái việc đó đó đang bị cơ quan điều tra hoặc là cơ quan an ninh gì đó người ta đang theo dõi và có thể bị bắt. Thì nói tóm lại cái vụ án Hà Văn thì nói tóm lại cái vụ Hà Văn Thành đây á, là một cái việc hết sức là điển hình. Có thể là hồi trước tới giờ cũng hiếm có cái những cái trường hợp như thế này, và qua cái việc này chúng ta thấy là gần như nó mở ra một cái chương mới, một cái cách mà giữa hai cái nhà nước Việt Nam và Mỹ á, đang có một cái chiều sâu hơn, và những người đang nằm trong cái diện gọi là trục xuất hoặc là trong cái diện mà gọi là có thể là yêu cầu và dẫn độ đó, thì rất có thể trong một ngày tới đây thì cũng có thể là bị rơi vào cái trường hợp mà phải dẫn giải về Việt Nam. Thì đó là những cái đối tượng mà nằm trong cái danh sách này, thì bây giờ là chỉ nằm trên cái bàn giữa hai cái chính phủ với nhau, giữa hai cái nhà nước với nhau, và họ đang có những cái bước thương lượng. Và phải nói là chính quyền của Tổng thống Trump hiện nay thì đang rất là tạo điều kiện và gần như là muốn Việt Nam phải nhận những cái người này. Thì chắc là đi kèm với đó là có những cái thỏa thuận, và bên cạnh đó thì họ đang có những cái thỏa ước với nhau về cái việc mà dẫn độ nữa, dẫn độ của kể cả hai phía. Thì đối với những cái người mà tội phạm, những cái đối tượng mà cần thiết và đưa xét xử, thì cả hai nhà nước đều mong muốn là có một sự giúp đỡ lẫn nhau. Và hiện nay ông Hà Văn Thành thì bị truy tố một cái tội mà tội này là tội quốc tế rồi, cái tội này là gọi giống như là tội buôn người trong cái đường dây. Thì đây là một cái điều mà rất là được sự giúp đỡ của nhiều nước trong cái hệ thống mà gọi là cảnh sát quốc tế Interpol. Thì đó là một cái vấn đề chúng ta thấy nó khá là nghiêm trọng, nó không phải là đơn giản. Và nói ông Thành bị vướng vào một cái tù chính trị thì đây không phải là tù chính trị mà đây là một vấn đề hoàn toàn là hình sự thông thường tí. Qua cái vụ việc này chúng ta thấy là có quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam phải nói là hết sức là chặt chẽ rồi, càng đi vào chiều sâu hơn và mọi cái ngõ ngách đều có thể hợp tác được hết. Và nói khẳng định luôn một điều là nước Mỹ không còn là nơi an toàn nữa, những cái người mà đã tội phạm rồi thì không nên trốn ở nước Mỹ nữa. Và chúng ta cũng phải xem thôi, tới đây là phía Việt Nam họ sẽ khởi tố vụ án này như thế nào, và ông Hà Văn Thành sẽ bị mấy tội, và khi nào xét xử, và cái mức án cuối cùng là như thế nào. Chúng ta sẽ trở lại sau khi có cái kết luận điều tra hoặc là có cái phiên tòa đối với ông Hà Văn Thành. Và hôm nay thì chúng tôi chỉ thông báo với quý vị ở mức độ như thế này thôi. Và xin kính chào quý vị, rất cảm ơn sự theo dõi.